ờ đánh con, ờ đánh con. Ui da, ai da, ui da, ui da, ui da, chết rồi, ui da. Ai da? Ủa? Mày làm gì vậy? Ông trùm dậu. Ủa mày ai biết tao trùm dậu? À, con là thằng thằng ngõ nè. Mày là thằng ngõ? Thằng ngõ là con à. Thằng ngõ nổi tiếng nhất vùng này là nghèo mà ngu nhất đó mày không? À, con cũng nghe đồn vậy á. Ủa mày làm gì đây hả? Con đang ngủ á. Con ngủ. Trời ơi đúng rồi, nổi tiếng tin đồn mà. Trời ơi ngu quá mày ơi. Con ngủ. Chuyện người ra ngoài này ngủ. Ngủ đây mát lắm. Tưởng bị trời đánh rồi chứ. Ai ngờ. Mày cho tao mượn cái nùi vẽ ủa? Của mày coi. Đây đâu có cái nùi vẽ nào đâu cho ông dậu mượn. Đồ mày đang mặc ở trên người mày đó. Cái này mà ông dậu kêu là cái nùi vẽ. Ừ cũng giống cái nùi vẽ thiệt. Ủa mà ông cần nùi vẽ chi vậy ông? Băng cái chân lại chảy máu rồi. Trời ơi ông bị gì ạ? Đạp xương cá. Đạp xương cá? Thằng nào nó ngu quá, nó ăn uống phùng bi. Cá mà nó ăn cá nó bỏ xương. Đó mà đạp chảy máu rồi nè, thấy không? Ừ. Nhưng mà ông mang giày mà nó cũng đạp vậy hả? Vậy mới may đó mày. May là đứt chân chứ nãy tao mang giày là rách đôi giày rồi, thấy không? Giày ông mới vừa mua hả? Mới mua, 31 năm rồi. 31 năm rồi? Ừ. Không có xài. Xài 31 năm. Vì sao còn mới tin nha ông? Mày ngu quá mày ơi. Khi nào tao đi là tao kẹp vô trong nách. Vậy khi ông chết ông bỏ vô hòm. Mày lãng phí. Trời ơi, cái hộp của nó tao giữ còn mới toanh luôn. Ừ. Lúc chết tao bỏ vô nguyên cái sang lại cho người khác. Ông tính dữ quá. Ừ. Ủa mà nay ông tính đi đâu vậy ông Trùm? Ừ. Mày dùng làng này hả? Dạ con ở đây ạ. À. Mày có biết nhà của cô Tí ở đâu không? Biết chú. Ừ. Cô Tí đẹp nhất làng này phải không? Ừ đúng. Mày chỉ giùm tao ơi. Ủa mà ông kiếm nhà cô Tí chi vậy? Trời ơi tao qua tao cưới làm vợ bé. Trời ơi. Ừ. Trời ơi tao mê hồi cái nàng còn con gái lận. Thấy không? Mê tao mất ăn mất ngủ luôn á. Vậy sau đó ông không xin cưới cổ đi? Có hỏi rồi. À. Cha nàng tham tiền. Thách cưới 10 lượng vàng. Tao trả 6 lượng. Cha nàng không giả. Rồi. Tao buông. Thôi đất ơi. Ông giàu có cả ngàn cây vàng luôn á. Ừ. Có 10 lượng vàng mà ông cũng bỏ nữa. Chứ giờ tiếc. Ơ mày ngu quá mày ơi. 10 lượng vàng lúc đó tao mua được 100 con bò sữa. Mỗi con bò sữa tao dắt mỗi con được 1.000 lít. Ừ. 100 con là một ngày được 100 lít. Ừ. Thấy không? Mày cứ tính đi. 100 lít. Rồi 30 ngày là được 3.000 lít. Một năm 12 tháng là tao dắt được 36.500 lít. Phải không? Còn cưới cổ về tao có dắt được lít nào đâu. Không chừng nó dắt lại của tao nữa. Cũng dám lắm à. Cho nên là khi nàng bỏ cái thằng chồng thứ nhất tao trở qua tao xin cưới nữa. Kỳ này mẹ nàng thách cưới 6 lượng. Tao trả 3 lượng 2. Mẹ nàng không chịu. Con sao? Tao buông nữa. Ông buông nữa? Thấy không? Ừ. Rồi bây giờ sao? Rồi cái qua cái tới thằng chồng thứ ba. À. Cái khi mà chồng thứ hai nó chết á, tao qua tao cưới liền. À. Lúc này cha mẹ nàng chết hết rồi. À. Nên là nàng chỉ nói là cần tiền mua 2 ngôi mộ cho cha mẹ nàng thôi. À. Mà mỗi ngôi mộ vậy là 1 lượng, 2 ngôi mộ là 2 lượng. Tao mới bàn với nàng thôi, không mấy giờ mình chia 6-4 đi. 6-4 là sao ông? Mày ngu quá mày ơi, 6-4 có nghĩa là nàng trả 8 phần, tao trả 2 phần. Đi qua ông nói con mới biết á. Ừ. Rồi sao? Nàng tự ái đuổi tao về. Ông làm gì? Tao buông nữa. Buông nữa? Nhớ là kỳ này á thằng chồng thứ ba rồi. Thế nào qua ba đời chồng rồi nó cũng xuống giá hả? À. Ờ hen đúng hen. Ừ. Vậy đợt này ông tính trả nhiều vậy? Một chỉ. Một chỉ? Nhiều nhiều quá vậy. Cái này có nhiều hả? Dạ. Tao cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà thôi mày cổng giùm tao qua bển liền đi. Để không có thằng khác nó lợi nó trả chỉ hai là nó vớt. Làm ơn mày cổng giùm tao một chút nha. Con cổng ông đi đâu? Cổng tao qua bên nhà của cô Tí đi. Cổng ông qua bên nhà cô Tí à? Ừ. Đây qua đó là hết một buổi á. Ừ biết. Vậy rồi ông nhớ trả tiền cho con nha. Trời ơi người tốt được có đòi tiền. Không, con tốt vì tốt mà ông phải trả tiền con chứ. Nay không đi làm mai tao có tiền ăn. Ừ, vậy cho mày muốn nhiêu? Con ăn một ngày 3 xu á. Ôi mày ơi. Trời ơi tao một ngày tao ăn 3 buổi. Mỗi buổi vậy đó mà tao ăn 3 buổi có 2 xu à. Mày ăn buổi 3 xu. Một xu thôi mày ơi. Ông không chịu ăn. Không chịu con buông á. Trời ơi chưa vợ chân mày buông mày không nói.
chứ. Mày cổng tao qua bển đi, tao lấy được rồi tao mượn tiền của nàng tao trả cho mày xu rưỡi. Xu rưỡi nha. Mày đuổi nàng không chịu rồi sao? Chịu rồi, tao đau khổ rồi mày đòi tiền tao làm chi? Ờ má. Ừ. Ông khổ rồi đâu lấy tiền ông được. Ừ. Thôi vậy 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 con đứng dậy con cổng ông đi. Mày ngày này mà định buông nữa nha. Không có đâu, không có buông nữa đâu. Lần này nữa là tao chết đó. Ơi. Rồi. À, ông ơi. Nữa gì nữa? Là con thấy vậy ông ơi. Sao? Ông đi hỏi vợ không? Ừ. Mà một ông già như vậy nè, đi không nổi. Rồi nhờ rồi. Người khác cổng. Ừ. Vậy rồi qua bên đó rồi, nàng nhìn nàng có chịu không? Trời ơi. Tại vì tao đạp xương cá thôi. Ừ. Thằng nào nó ngu nó ăn phung phí, ăn cá mà bỏ xương. Gặp tao là tao ăn hết rồi. Ừ. Chứ còn bình thường tao gân hơn mày nữa đó. Vậy rồi. Ông ơi, ấy con tính tính vậy nghe. Sao? Ông xuống con tính gì ông nghe. Ừ. Con tính là như vậy. Tính gì nữa? Vợ hay là vợ như vậy nè. Ừ. Ông cho người qua dò hỏi trước đi. Ừ. Coi coi cái giá cả cổ làm sao. Với lại coi coi cổ thiệt sự bỏ người chồng thứ ba chưa. Ấy giờ con cổng ông qua ông trả tiền công con rồi ông lỗ á. Trời ơi, giờ mới thấy mày khôn. Không ấy mày đi qua bên đó mày dò giùm tao coi coi nàng bỏ thằng chồng thứ ba chưa. Ừ vậy hen. Ừ mày đi hỏi giùm tao đi. Hỏi giùm ông nghe. Ừ. Rồi cho tao hay liền nha. Thôi khoan đứng lại. Mày đi mày hỏi vợ giùm tao mà mặc đồ gì giống ăn mày quá vậy. Vậy thôi. Mày về mày thay bộ đồ khác đi. Con bộ một à. Trời ơi, quên nó là thằng nghèo mạt rẹp. Thôi được rồi, mày lấy bộ đồ của tao đi rồi mày đi. Mặc đồ ông dậu hả? Ừ. Trời ơi, con được mặc bộ đồ này hả? Ừ. Ấy giờ ông đứng dậy đi. Không. Mày cổng tao vô đi, tao đổi đồ cho. Ông vô, bồng ông vô cho ông đi cho nó khỏe. Ừ. Bồng ông đi thay đồ nghe. Ừ. Mày sao đi ra ngoài chợ ngồi xin ăn tự nhiên chui vô cái bụi tre xin ăn cha hả? Trời đất ơi, làm như điếc vậy không trả lời. Ê, không có ra ngoài chợ rồi gặp điếc rồi. Điếc mà chăm nữa. Ê ra chợ á hiểu không? Mấy mẹ đi chợ á biết không? Ra ngoài chợ. Trời đất ơi, khổ ghê đó. Ê, ra ngoài chợ á có gà vịt á. Ừ, ở vậy nè, chim gà vịt bác đó, ra ngoài đi xin ăn. Khổ. Mày khùng nữa. Trời đất ơi, biết nói. Ừ, biết nói sao nãy giờ không nói chuyện cha. Mày không tốt ai đâu. Mày không phải người dùng này hả? Dùng này dùng nào? Dùng nào là dùng này. Ở dùng kế bên á. Dùng bên là dùng nào? Dùng bên là dùng bển á. Dùng bển hả? Ờ. Hèn chi mày không biết tao ai. Ai? Trùm dậu. Cái gì? Trùm dậu đi hả? Mua xạo. Trời ơi, trùm dậu nổi tiếng keo kiệt nhất cái làng này. Ông trùm dậu mày giàu nhất làng này. Nổi tiếng giàu nhất làng này. Ừ. Xạo nữa. Ăn mặc như ăn mày không trùng dấu. Trời đất ơi. Trời ơi, mày không có hiểu. Bây giờ mày giúp giùm tao chuyện này đi. Nhưng mà có lợi không? Có tiền. Mày giúp giùm tao, tao cho mày tiền. Rồi giúp liền. Ừ. Chứ tao kể cho mày nghe nha. Biết rồi.
hỏi vợ đúng chưa? Mặt đỏ như cái yếm của tao là nãy giờ mày nhìn trộm tao gãi phải không? Đồ đi mượn chứ gì? Đồ. Khăn đống áo dài đi chân đất mà toàn mùi chuồng bò, chỉ có chuồng dậu nó có trong cái làng này thôi. Thôi tôi gì? Sao thế? Ở đây không cho nói gì trơn trời, dành nói trơn cái trời. Đứng im đi. Bây giờ tao cho nói đây. Xoay vòng xem nào. Xoay. Giai tân phải không? Mặt già cân cân thế mà giờ chưa vợ à? Khỏi khoe ta biết rồi, nghèo mạt dẹp chứ gì. Tủi thân chứ gì. Tủi gì cũng biết chân trời gì cô tí. Nhìn tay tí này. Thấy gì chưa? Ba ngón tay. Đấy, mỗi cái nhẫn tượng trưng cho một thằng chồng chính thức. Đấy, ba đời chồng chính thức. Còn hai thằng bồ ta đeo trên lỗ tai đây này. Cho nên đàn ông cái làng này tao biết hết. Từ sáng tới giờ cả chục thằng tới hỏi rồi. Vậy rồi sao? Ta đổi hết. Ủa sao vậy? Chả có thằng nào nó bằng ba thằng chồng trước của tao. Hết nước rồi. Ai bảo phải uống? Múc. Ơ anh, sao lại uống nước? Uống à? Rửa. Mày không biết dùng cái gì ngoài dùng cái gáo à? Sao dốt thế? Không biết làm gì khác à? Biết chứ. Biết làm nhiều thứ lắm á. Biết làm nhiều thứ lắm à? Biết. Nãy giờ không chịu nói. Thế biết làm gì mà? Biết ôm. Ôm đi. Củi đâu ôm? Củi. Củi á, ôm củi, phơi. Ôi, thế nãy giờ nói ôm củi à? Ngoài ôm củi ra mày còn biết cái gì khác hay không? Cái gì cho nó ẻo lả hơn á? Biết. Biết gì? Leo. Bảo ghê vậy. Chừng nào thì leo? Khi nào nhà dột rồi leo. Sao mày lạ thế? Nhà dột mày mới hứng à? Không. Chứ sao? Nhà dột leo nóc nhà lợp mái ngói lại. Trời. Thôi được rồi, bây giờ mày vô mày lợp, mày ngói, mày muốn leo, muốn trèo gì đi vào làm việc. Đi hả? Thì còn gì nữa? Leo à? Ừ. Khoan. Dạ. Trước khi leo này, ai mà tới tìm tao bảo tao không có nhà, biết ủa, chưa? Ủa vậy cô đâu cô? Tao à? À. Đi tắm. Tí à tí. Tí ơi. Tí à. Tí ơi. Cô Tí. Mày điên hả?
Nãy giờ mày biết nói sao mày không nói mày hả? Nói sao được mà nói? Cô Tý ở nhà không? Ta có cần cổ để dành nói chuyện à. Mày vô bộ mày tưởng khúc mía hả? Mày đem mày ép nước mày uống hả? Hả? Mày là ai vậy? Mày vô nhà tao mày không biết tao là ai, mày hỏi tao là ai? Ngô kìa. Mày là ai nói tao nghe coi. Tao là thằng Bành Ngọ nè. Em hiểu quá rồi, tao gặp mày rồi. Ê, cái vụ ông Trùng Dậu sai mày làm ở đâu rồi? Mày quen Trùng Dậu? Trời đất ơi, giỡn tao, chơi hoài. Tao là bạn thân cũng à. Cái tướng mày mà quen Trùng Dậu mày ơi, giỡn chơi hoài. Mày không tin hả? À. Tin tưởng nó mức độ mà dám giao bịch vàng đem tới đưa cho cô Tý á. Bịch vàng? Ờ. Sao? Vụ Trùng Dậu giao cho mày làm tới đâu rồi? Vậy là quen Trùng Dậu thiệt hả? Trời đất ơi. Sao? Tôi nói nghe. Sao? Tôi tới đây á, điều tra kỹ lắm rồi. Điều tra sao? Cô Tý á, đã bỏ thằng chồng thứ ba. Trời, có thử cái chuyện gì? Cái chuyện này cả làng biết hết rồi mày ơi. Tao muốn nghe chuyện mới kìa. Quan trọng, điều quan trọng khác. Điều quan trọng khác. Là cổ chưa có chọn thằng nào nữa chưa á. Chưa ưng ai hết trơn á. Thì không? Chưa ưng ai hết. Có cơ hội rồi. Rồi sao rồi? Nè, cái bộ đồ của ông Trùng Dậu dám giao cho mình mặc, bây giờ đâu rồi? Đem bán là phải không? Đem bộ đồ Trùng Dậu à? Ừ. Cô Tý gặp tao á, cô Tý nó có bộ đồ đó, nó xấu quá à, nó thúi quá à. Nè cô Tý, cổ đưa cái bộ đồ của chồng cũ của cổ cho tao mặc nè, mày thấy đẹp không? Nè, mày nhìn, đẹp không? Vừa y à? Cái gì? Đẹp không? Mới gặp mày dám giao bộ đồ. Ê. Hai đứa tụi tao thân mật lắm rồi. Ê, mày khai thiệt nha. Mày gặp cổ mày làm cái gì cổ rồi? Làm cái gì rồi? Làm mày khai thiệt nha. Từ sáng giờ tao làm nhiều lắm rồi. Mày làm nhiều lắm rồi. Làm từ sáng giờ á, làm nhiều lắm rồi. Không lẽ tí đẹp mà dễ dãi hay sao mày? Dễ dãi con khỉ á, ai nói mày cậu dễ dãi á? Sao? Trời ơi, tao làm giống như là ngựa vậy á, cậu mới chịu á. Làm như ngựa tí mới chịu hả? Làm như ngựa vậy á, chịu không? Anh khoái không? Ai là anh khoái vậy? Muốn làm, cởi áo đi. Không những cởi áo tao còn cởi quần luôn được. Quần hả? Leo nóc nhà mà cũng cởi quần. Tí này dữ nhá. Cái đó leo nóc nhà. Mình có xạo vừa phải sao mày? Lên nóc nhà lội lõm sao làm được? Thì lội lõm mới leo lên đó lộp mấy ngói lại. Cái gì? Gì nãy giờ mày nói? Mày nói hồi sáng giờ mày làm gì? Thì tao chẻ củi nè, rồi phơi củi nè, rồi tắm heo nè. Người ta tao đang đóng cái cửa đây, rồi tự nhiên mày leo vô mày kẹp cái cổ tao. Chứ không thôi tao leo nóc nhà tao làm luôn rồi đó, tao không đợi tao mày đâu. Gặp điên rồi. Trời ơi, tự nhiên làm vậy mà không khoe. Bây giờ cổ rồi. Cổ đi trắng rồi. Đi đâu? Đi tắm rồi sao hè. Hả? À, mày muốn rình cổ tắm phải không? Muốn rình cổ tắm mày ra chuồng heo mày rình nó mới thấy. Một người lịch sự như tao vậy mà kêu tao vô chuồng heo rình cổ tắm hả mày? Thì đứng đây rình tao thấy, rình chuồng heo mới thấy, tao mới rình ra đó. Mày dám rình hả mày? Hả? Bây giờ mình đi ra ngoài. Mày mời cô Tý vô đây, nói là có người lịch sự cần gặp cổ. Mà mày gặp cổ để mày làm cái gì? Để cầu hôn. Cầu hôn cho ai? Cho tao. Vậy con chồng vợ sao? Mày nghĩ Trùng Dậu già vậy lấy vợ được hả mày? Hả? Tao ông nhường cho tao rồi, bây giờ mày vô đàn ông đi. Vậy rồi mày gặp cổ mày cầu hôn với cổ rồi, còn tao đây làm sao? Thì mày vẫn sửa nhà sửa cửa cho cổ. Mày nói dẫn chơi mày, hồi sáng giờ tao làm gì cho cổ giống như là ngựa vậy á. Mày để tao tính làm việc xong rồi cái tao ra tao cầu hôn với cổ nè. Rồi cái giờ mày còn dành mày cầu hôn với cổ hả? Vậy? Mày vậy đi cầu hôn với lại cô Tý. Chứ sao? Tội nghiệp quá, thôi vô mời cô vô đi. Rồi vô đây để có cầu hôn với mày, để lên. Mày làm như là cô gặp mày cô chịu mày liền nha. Tao ra tao kêu cô vô đây nè, cô chịu ai cho mày biết. Vô mời. Cô kết tao dữ lắm rồi. Vô mời đi. Mày chở đây chứ, mày chở đây đi. Tội nghiệp. Vậy đồ đi cầu hôn. Trời ơi, đừng có mơ. Vợ phải không? Phải rồi. Mặt này là lắm vợ lắm phải không?
Phải rồi. Nghe đồn là sáng sủa nhất cái vùng này phải không? Phải rồi. Mà lại hay có cái tánh ăn cắp vặt phải không? Phải rồi. Đừng giỡn vậy nha. Tí giỡn vui quá à. Xưng danh xưng tánh xem nào. Mẹo nè. À, thì ra có nghĩa là mẹo đến đây để vờn bắt chuột phải không? Ê, đừng nói vậy chứ. Đây nè, mèo tới đây để cho mèo chuột vuốt ve mèo. À, thế thì ra là muốn vuốt ve à? Vuốt thì vuốt. Ôi trời. Thế bây giờ nhà anh có muốn cho em khám xét không? Khám cái gì? Khám toàn thân đấy mà. Khám toàn thân hả? Vậy được thì cứ không? Thoải mái đi. Khám toàn thân vậy. Bảo mày cho heo ăn sao mày chưa cho heo ăn, để heo nó rú rít trong ngoài vườn thế à? Có heo nào rú đâu. Tao nghe tôi la. Trời ơi, người mà la như heo hèn chi mày không khá nổi. Trời ơi là trời. Nó tao giả ra rụng răng vậy. Mày làm gì mình la hú giống như là heo thiến như vậy hả? Hả vậy? Còn tao hơn heo bị thiến nữa. Sao vậy? Hồi sáng tôi làm giống như là ngựa vậy đó. Tôi chẻ củi nè, rồi tôi tắm heo nè, rồi tôi sửa cửa nè. Có đốc nhà là chưa làm luôn à. Tính làm xong rồi tôi chưa được hưởng gì hết trơn. Anh nhào vô anh hưởng hết trơn nè. Hưởng gì đâu hưởng. Trời ơi, tao vừa mới chuẩn bị sẵn sàng tôi với mày vô mày làm xuống cho mày. Mày phá đám hả? Cái thằng quỷ. Ủa chị chưa hưởng hả? Chưa. Tự hưởng rồi. Vậy là tôi có cơ hội. Tôi còn cơ hội. Cô Tý sẽ chọn tôi làm chồng. Cho mày làm chồng hả? Mày có cơ hội rồi đó. Không. Con sẽ chọn mày. Chọn khi con sẽ chọn mày. Tôi biết mà. Chọn mày làm đầy tớ. Tôi chửi hoài. Chọn tôi làm chồng nè. Chọn tao nè. Chọn tôi nè. Tao có là chồng tôi. Nè. Cổ chọn tao. Chọn tao. Tôi chết mẹ. Hai cái thằng quỷ sứ. Ơi, giao cho tụi mày đi điều tra. Luôn đi chọn con chó này lên là chết cha tụi quay hết rồi. Rồi cô Tý đâu? Cô Tý. Cô Tý đâu? Cô Tý. À, đâu đây vậy hả? Làm cô gì đây? Đâu? Không phải ma. Hả? Người ta. Người gì mà kinh thế? Tại hai cái thằng khốn nạn này nè. Nó làm cho tôi từ con người mà giờ tôi trở thành con khỉ. Thôi bây giờ nhá, nếu mà khỉ thì đi về rừng mà ở, đừng có ở nhà tôi, tôi đi về hết. Ba, sao về được? Lặn lội lên tới đây sao về được? Sao về? Tự nhiên lặn lội xa xôi tới đây cô đuổi đi về hả? Đâu có được. Hả? Sao? Sao kỳ vậy? Nhà tao mà. Tự không biết hả? Biết gì? Mèo. Ừ. Trời ơi, mèo mà chuột là chớ một cái hả? Phóc cái đứt đầu quá, biết chưa? Nè, có đuổi tôi về không? Mà luôn. Cô, tôi làm hồi sáng giờ giống như là ngựa vậy mà cô giờ cô đuổi về thiệt hả? Ừ. Tôi là ngọ nghe. Ừ. Ngựa nghe. Tao biết rồi. Cô đừng có chơi ngang ngựa với tôi nghe. Sao? Cô chơi ngang ngựa với tôi hả? Tôi cho có vào lái, cô đầm đông á. Đứng lại. Muốn giỡn chơi với dậu hả? Biết dậu là gì không? Dậu là gà đó không? Gà đó, chọc nó mổ cái lồi con mắt ra. Cái gì? Tự nhiên là đuổi hả? Con tới đây là đuổi về là sao? Tự nhiên là đuổi về sao? Tự nhiên sao đuổi sao? Anh làm gì mà bây giờ muốn cái gì? Muốn cầu hôn. Vợ mà chúng mày gào như chúng mày cướp của giết người ấy. Rồi, bây giờ muốn cầu hôn thì cầu hôn. Tao chiều hết. Nhưng mà bây giờ này trong tất cả ba thằng mày có cái gì không? Tôi. Gì? Tôi. Sao? Tôi có. Có cái gì? Có vậy? Có sức khỏe. Sức mạnh. Chỉ có sức à? Sức thì mày ra mày cho heo ăn, mày đi cày trâu bốc bắm chứ mày lấy gì mày nuôi tao? Tôi lấy ông nội mày. Lấy sức mà đặt làm tàn. Đó cũng già. Tao cũng có sức vậy. Có sức gì hả? Mỗi lần tao cần thì sức cái nó run. Trời ơi. Bình tĩnh rồi con. Bây giờ không cần sức. Tôi có vàng, có tiền, nhiều lắm. Nuôi ba đời cô cũng được nữa. Đúng rồi, đưa tiền ra trước mặt tôi coi. Có liền. Ê, cái đùm tao đâu? Này, già đừng có sợ hơi nha. Tôi cần tiền chứ tôi không cần cái đấy của ông đâu nhá. Không mày, đùm vàng. Cái đùm vàng tao đâu? Mày lấy của tao cho mày hết á. Mày lấy. Ai làm chứng? Nó nội mà. Tôi không làm chứng. Vô đi ông ngoại. Cái chuối ông ta, cái chuối trống rôm, trống rôm. Mày đặt cái vợ. Khỏi cần có nhiều. Một người có sức và có đùm vàng. Đâu? Đùm vàng đâu?
đâu đồng đâu. Ê, con có ý trời ơi, đâu có gì đâu. Ê, không có gì hết. Ê, này. Mày là nghèo nhất trong đám. Mày lấy vàng của tao không? Đâu rồi? Đâu rồi? Ha? Bằng chứng đâu? Hả? Bằng chứng đâu? Tao không làm chứng. Nhưng mà ý gì là có gì hết? Không có gì hết trơn à. Không là gì hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi, trả ra cái gì mà cứ cái lộn chí chóe à? Đấy các anh thấy chưa? Người thì già, người thì dốt, người thì lưu manh. Ba anh ấy còn chưa bằng ba thằng chồng cũ của tôi mà đòi lấy tôi à? Trời ơi, xin lỗi. Các anh bây giờ chả có cái gì cả. Trong khi tôi này, tôi bây giờ tôi lại có tất cả. Hả? Cái đồng nhất của tao. Bằng chứng đâu? Tao không làm chứng.